Chào mừng quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Tốt An Giang. Hiện tại em đang có mặt tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Và từ vị trí em đang đứng đây các anh chị, chỉ cách cổng chính sao Mai thị trấn Cái Dầu 100m thôi các anh chị. Và ở đây có một miếng đất nền mà chủ đang kêu bán với tổng diện tích là 171,5m2. Thì ở đây là miếng đất của chúng ta đây các anh chị. Nền này là một lô nền gốc cực kỳ đẹp luôn các anh chị ơi. Để em quay chi tiết cho các anh chị cùng xem nha. Vì đây là nền gốc nha các anh chị, nên mặt tiền của miếng đất của chúng ta là cực kỳ rộng luôn. Một bên á là mặt tiền đường nhỏ, thì chiều dài của mặt tiền đường nhỏ này là 13m rồi các anh chị. Còn mặt tiền đường lớn này thì nó là 11m. Thì tổng cái phần mặt tiền của chúng ta đã là hơn 24m rồi. Còn cái cạnh trong của cái miếng đất á, là chiều dài nó là tới 16m là các anh chị. Và giá của miếng đất mà chủ kia đang kêu bán là giá là 4 tỷ 700 triệu. Giá này là giá không thương lượng nha các anh chị. Cô chủ nói là cô sẽ giao luôn giấy tờ cho các anh chị. Nếu các anh chị cảm thấy thích là cô giao luôn, chứ cô không bao giấy tờ, tại vì cô không có rành về vấn đề giấy tờ pháp lý nha các anh chị. Thì ở đây là nền gốc nên vị trí cực kỳ là đẹp luôn các anh chị, vừa là trung tâm của thị trấn. Sắp tới thì thị trấn Cái Dầu này cũng lên thị xã nên vị trí này cực kỳ là đẹp luôn. Xung quanh thì đầy đủ tất cả các tiện ích. Thì từ đây nè, mình đi vô chợ Sao Mai Cái Dầu cách khoảng cũng tầm 100m thôi các anh chị. Các tiện ích xung quanh thì em thấy á, trong vòng bán kính 1km thôi, các anh chị đã đi đến ủy ban, trạm y tế, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường mầm non, chợ lớn như chợ Cái Dầu hoặc là chợ Châu Phú. Thì ở đây thì gần ủy ban nhân dân cấp thị trấn, cấp huyện, công an thị trấn, các anh chị mua về có thể để đầu tư về sau này cũng được. Hoặc các anh chị có thể mở quán ăn, quán cà phê hoặc là khu vui chơi giải trí cho trẻ em cũng được các anh chị. Em thấy miếng đất này có lợi thế kinh doanh rất là tốt. Nếu anh chị các em thấy thích miếng đất này, hãy liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Và miếng đất này cô chủ đang cho thuê với giá là 80 triệu một năm. Nếu anh chị nào cảm thấy thích và mua về thì em nghĩ là đã có sinh lợi ngay từ lúc mà mình mua miếng đất này. Còn không thì các anh chị có thể mở quán ăn, quán cà phê hoặc là trung tâm vui chơi giải trí, thì các anh chị cũng được một cái vị trí rất là đẹp, bởi vì nó nằm ngay ngã tư luôn các anh chị ơi. Thì xung quanh các anh chị nhìn nè, xe cộ, đường xá rộng rãi. Đường trước cửa nhà chúng ta em độ chừng khoảng 16-20m các anh chị. Xung quanh thì có rất nhiều quán ăn, nhà hàng, quán cà phê luôn các anh chị. Và em xin nhắc lại, miếng đất của chúng ta tổng diện tích là 171,5m2, bề ngang là 11m, bề dài một cạnh là 12m, một cạnh còn lại là 16m. Vì đây là hai nền ghép lại với nhau nha các anh chị, để em mở cuốn sổ của hai nền này lên cho các anh chị cùng xem nha. Và đây là cuốn sổ để các anh chị, sổ hồng chính chủ, không qua trung gian. Đất của chúng ta hay nền đều giống nhau, là đất ở đô thị, đất thổ cư 100%. Và đây là cuốn sổ hồng thứ nhất, cũng là cái mảnh đất đầu tiên là các anh chị, cái nền đầu tiên của chúng ta ngay gốc luôn các anh chị. Ngay gốc thì chúng ta tiếp giáp với đường số 3 và đường số 9. Mặt tiền của chúng ta một cạnh là dài 13m, một cạnh là dài 16m. Bề ngang của khúc sau đó là 6m. Bề ngang của phía trước là một góc là 4,24m và một góc là 3m. Thì tổng diện tích của chúng ta miếng đất cái nền đầu tiên nó là 91,5m2. Đó là cuốn sổ thứ nhất và miếng nền đầu tiên nha các anh chị. Rồi để em mở cuốn sổ thứ hai và cái nền thứ hai lên cho các anh chị cùng xem nha. Đây
cái nền kế cận cái nền thứ nhất của chúng ta thì nó nằm vuông dứt luôn các anh chị, nằm mặt tiền thì đường đường số 3 nha các anh chị, đường nhựa đường số 3, đường này thì rộng 16-20 mét em độ chừng như vậy đó, còn vỉa hè thì được 5 mét, bề ngang của miếng đất là 5 mét luôn, bề dài là 16 mét, tổng diện tích của miếng đất này là 80 mét vuông. Và lô đất này thì tổng diện tích của nó là 171,5 mét vuông. Đất là đất hai nền liền kề luôn. Thì cô chủ bán là bán hai nền liền kề luôn chứ không tách sổ ra nha các anh chị. Sổ này đã có hai sổ riêng biệt rồi. Thì các anh chị mua về thì cô sẽ giao luôn cho hai sổ của cô cho các anh chị, chứ không có tách ra bán riêng ra từng nền nha các anh chị. Thì bây giờ em sẽ quay một vòng khu dân cư cũng như là những cái tiện ích xung quanh ở khu vực này để cho các anh chị cùng xem nha. Thì từ miếng đất của chúng ta đây các anh chị, em sẽ chạy một vòng để cho các anh chị cùng xem những tiện ích xung quanh và dân cư sinh sống ở khu vực xung quanh như thế nào nha. Đây các anh chị, đây là cổng chính của khu đô thị Sao Mai, thị trấn Cái Dầu đây các anh chị. Thì từ cổng chính mà chúng ta vô nhà, vô cái nền đất của chúng ta khoảng 100 mét thôi. Thì đây là quốc lộ của 91 của tỉnh An Giang đây các anh chị. Một hướng bên đây á, hướng bên đây á thì chúng ta sẽ đi về Châu Đốc. Còn hướng ngược lại á thì chúng ta sẽ đi về Long Xuyên. Thì từ đây mà đi Châu Đốc á, thì tầm khoảng 20 km, còn đi về Long Xuyên á, thì tầm khoảng 34 km. Đây, hướng này là chúng ta đi Long Xuyên nè các anh chị. Dân cư ở đây thì rất là đông, rất là nhộn nhịp nha các anh chị, xe cộ rất là tấp nập luôn. Rồi giờ từ cổng chính của khu đô thị Sao Mai em sẽ chạy vô một vòng trong khu đô thị Sao Mai để cho các anh chị xem cái tiện ích cũng như dân cư xung quanh của miếng đất nha các anh chị. Từ cổng chính thì chúng ta đi vô tầm 100 mét thôi là tới nền đất của chúng ta đang cần bán. Đây các anh chị, đây là nền đất của chúng ta đang cần bán đây. Rồi phía trước chúng ta là khu đô thị Sao Mai, đó là cũng là cái chợ Sao Mai thì trấn Cái Dầu luôn các anh chị ơi, từ nhà qua chợ rất là gần luôn, cách độ khoảng 100 mét thôi. Rồi tiện ích xung quanh thì có đầy đủ điện nước, wifi, cống thoát nước, khu vui chơi, khu tập thể hình, phòng game, quán ăn, quán nhậu, quán cà phê, khu vui chơi cho trẻ em, khu tập thể dục thể thao, sân tennis, sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá. Nếu mà các anh chị mua miếng đất này về vì nó vị trí ngay cái nền gốc của khu đô thị, cũng là trung tâm của thị trấn Cái Dầu, thì các anh chị làm rất được nhiều thứ, như là mở quán ăn, quán cà phê cũng được, hoặc là các anh chị cho thuê lại cũng được. Thì cái miếng đất này cô chủ đang cho thuê một năm là 80 triệu rồi, nhưng vì cô muốn chuyển về quê để sinh sống á, thì cô muốn bán lại cái miếng đất này, cô nói rất là tiếc luôn, nhưng mà cô đã quyết định rồi. Dân cư và cuộc sống ở đây rất là nhộn nhịp, quán xá, đường rộng rãi thoải mái, các anh chị về đây ở cũng được, kinh doanh cũng được, làm các dịch vụ mua bán cũng được. Thì sắp tới thì thị trấn Cái Dầu cũng lên thị xã nên đất càng lúc càng tăng giá nha các anh chị. Nếu anh chị cảm thấy thích thì hãy liên hệ ngay với số điện thoại em để lên trên màn hình. Em nghĩ là các anh chị có điều kiện nên đầu tư miếng đất này, bởi vì đất này nó sinh lợi rất là nhiều. Ngoài việc ở ra thì nó còn phục vụ chúng ta kiếm thêm thu nhập, có một nguồn thu nhập thụ động
Với nếu như mà các anh chị không ở thì có thể cho thuê lại, cũng tạo ra cho các anh chị một nguồn thu nhập thụ động rất là tốt luôn. Khu đô thị Sao Mai thì Trấn Cái Dầu thì em cũng quay nhiều rồi. Ở đây là đầy đủ tất cả các tiện ích, như đây là có chợ nè các anh chị. Buổi sáng rất là nhộn nhịp, hôm nay là trời mưa nên mọi người cũng vắng bớt rồi. Quán xá, đường. Từ đây mà chị các anh chị ra trung tâm hành chính của huyện, cũng như là các tiện ích như là trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và chợ lớn thì Trấn Cái Dầu thì tầm khoảng 1 km thôi. Xung quanh thì có tất cả các tiện ích như là công an, ủy ban, trạm y tế, trường học. Giá 4 tỷ 700 triệu em nghĩ rất là hợp lý luôn. Đây các anh chị, còn tập gym, còn tập thể hình, quán nhậu, spa thẩm mỹ, quán cà phê, có rất là nhiều luôn các anh chị ơi. Bên đây là sân tennis đây các anh chị. Một nền đất gốc ngay trung tâm của khu đô thị, trung tâm của thị trấn Cái Dầu, sắp sửa lên thị trạ xã, chỉ có 4 tỷ 700 triệu thì các anh chị nên suy nghĩ lại để quyết định mua miếng đất này, bởi vì em thấy rất là hiếm để có được miếng đất đẹp như thế này nha các anh chị. Đây các anh chị ơi, ở đây đi thẳng ra đã là thị trấn Cái Dầu, phía trước đã là siêu thị Bách Hóa Xanh, siêu thị Điện Máy Xanh, bưu điện, trường học, trạm y tế, đầy đủ tất cả tất cả hết luôn, không thiếu một thứ gì hết. Nếu các anh chị mua để kinh doanh cũng được, mua để ở cũng được, em nghĩ rất là hợp lý. Rồi em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Nếu các anh chị cảm thấy thích video miếng đất này thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển nha các anh chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.